Trong cuốn sách luyện siêu trí nhớ này, ta sẽ cùng lần lượt tìm hiểu từng phần. Phần nhất là phần khởi động, cuộc gặp tình cờ. Vào một tháng nữa thôi thì chàng trai trẻ sẽ cầm tấm bằng đại học trong tay. Cũng chỉ một tháng nữa là anh sắp phải đối diện với sàng lọc khắc nghiệt của thị trường lao động, với những cuộc phỏng vấn, việc làm căng thẳng. Điều chàng trai lo lắng nhất là vốn từ vựng tiếng Anh của mình quá kém cỏi. Nhà tuyển dụng yêu cầu tiếng Anh, thậm chí là việc phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh cũng được coi là điều đương nhiên. Nhưng chàng trai thừa biết tiếng Anh chưa bao giờ là thế mạnh của mình. Bao lâu nay chàng chỉ có thể giao tiếp theo kiểu ghép những từng từ vào nhau, và cũng chỉ mình chàng hiểu được bản thân nói gì. Còn người đối thoại thì không thể nào hiểu được thứ tiếng Anh mà chàng trai sử dụng. Anh phát âm câu nào cũng ghép sai và dùng những từ vựng chẳng ăn nhập gì với bối cảnh giao tiếp cả. Với chàng, tiếng Anh luôn là một biển cả mênh mông, khó nắm bắt, khó học và khó gắn hơn là ghi nhớ. Không thích môn tiếng Anh, chàng trai có một bảng điểm tốt nghiệp khá ấn tượng, cùng với sự am hiểu sâu sắc về chuyên ngành mà chàng theo đuổi. Chàng biết mình sẽ làm tốt công việc, hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phát triển của mình trong tổ chức nếu được tuyển dụng. Chỉ có điều là làm cách nào để thể hiện được tất cả năng lực và tâm nguyện cống hiến cho công việc của mình trong một phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh mới là vấn đề nan giải. Chàng luôn băn khoăn liệu có cách nào nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Anh trong vòng trong một tháng trước mắt đủ để trả lời những câu hỏi của nhà tuyển dụng hay không. Chàng lên mạng tìm kiếm, đọc mọi tài liệu, nhưng hầu như chỉ thu được những thông tin rời rạc, không đáng tin cậy về một vài phương pháp, mà thực ra là nó mang tính quảng cáo cho các lớp học nào đó hơn là một chương trình. Luyện siêu trí nhớ bằng từ vựng tiếng Anh, đó là nếu mà một khóa đào tạo có hệ thống, không hạn chế anh chàng lang thang ở những nơi có nhiều nước ngoài để tìm cách trò chuyện trực tiếp, và ngày càng nhiều càng tốt, với hy vọng là sẽ trực tiếp trò chuyện và giúp ích được chút gì đó. Sau nhiều lần tiếp xúc với người nước ngoài thất bại, cuối cùng chàng trai cũng gặp được một người bạn người Mỹ trẻ tuổi, vui tính ở Hà Nội, thực tập về chuyên ngành nghiên cứu văn hóa phương Đông. Cô gái người Mỹ có đôi mắt màu xanh, sống mũi cao, màu tóc nâu tối, và trên khuôn mặt luôn thường trực một nụ cười xinh xắn và nhân hậu. Điều thú vị của cô gái Mỹ này là có nguồn gốc Do Thái. Cô bạn mới quen rất kiên nhẫn, nghe chàng trai khổ sở diễn đạt những ý tưởng hết sức đơn giản bằng tiếng Anh theo cách không thể khó khăn hơn. Anh cố nói và theo dõi những diễn biến trong đôi mắt cô gái, xem cô ta có vẻ gì là cảm nhận được ý của anh đang diễn đạt hay không. Mỗi khi thấy cô gái thể hiện sự khó hiểu, anh chàng lại khổ sở dùng tay, nét mặt, rồi thậm chí dùng mọi thứ đồ đạc anh với tới để minh họa cho cái ý tưởng mà anh đang cố sức trình bày. Nhưng thật bất ngờ khi cô gái ấy lại có thể nói được tiếng Việt với chàng trai mỗi khi khó khăn trong việc diễn đạt tiếng Anh. Dù tiếng Việt của cô bạn người Mỹ gốc Do Thái này không hoàn toàn thành thạo, vậy mà họ có thể hiểu được nhau bằng thứ tiếng pha trộn nửa Anh nửa Việt. Kể từ đó họ trở thành bạn và thường xuyên hẹn nhau để trao đổi ngôn ngữ. Anh dạy cho cô gái tiếng Việt và ngược lại, cô gái dạy cho chàng trai biết tiếng Anh, và họ trở thành đôi bạn thân từ đó. Sau buổi học đầu tiên vui vẻ giữa hai người bạn, buổi học thứ hai diễn ra hoàn toàn khác lạ so với những gì chàng trai tưởng tượng. Ở buổi học thứ hai này có rất nhiều điều lạ mà cô gái không đợi chàng trai chuẩn bị tài liệu hay giáo trình tiếng Việt để cho cô ấy dạy, mà cô đã chuẩn bị một vài trang báo là sách viết bằng tiếng Việt với nội dung mà cô cảm thấy hứng thú. Khi sang phòng học tiếng Việt, không đợi chàng trai kịp hướng dẫn gì nhiều, cô gái chủ động lấy mẫu báo mà cô đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho chàng trai và hỏi nội dung trong tờ báo tiếng Việt ấy có gì thú vị và phù hợp với những gì cô ấy sẽ giao tiếp bằng tiếng Việt trong cuộc sống hay không. Khi câu trả lời của chàng trai là có, thì cô gái sẽ giữ lại những mẫu báo hay trang sách đó, rồi hỏi ý nghĩa của từng từ, từng cụm từ và câu mà cô gái có thể hiểu trong tài liệu, rồi tập phát âm của những từng từ, từng cụm từ đã nhiều lần. Cô gái Do Thái rất lắng nghe chàng phát âm và kiên nhẫn luyện tập một cách nghiêm túc đến kỳ lạ và một sự tập trung cao độ. Sau đó cô gái nhanh tay đánh máy lại bài báo đó với ngôn ngữ đan xen gồm cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, rồi đưa cho chàng trai và nói chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh và tiếng Việt trên mẫu báo này.
nhìn vào những mẫu báo được đánh máy một cách cẩn thận như ngôn ngữ thì trộn nửa ăn nửa việc. Chàng trai không khỏi ngạc nhiên và hỏi: chúng ta học được cái này ư? Cô gái mỉm cười và khẳng định đó là cách học khuyến khích. Chàng trai cứ đọc to trang nửa báo nửa tiếng Việt đó lên theo nguyên tắc mà chàng trai đã được học bằng tiếng Anh, đọc với sự tập trung cao độ. Mỗi khi gặp từ tiếng Anh thì phải đọc cụm từ to lên thành tiếng, rồi nói cô làm mẫu cho chàng xem. Cô mở mẫu báo ra và đọc to thành từ một. Mỗi lần gặp cụm từ bằng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của cô gái người Mỹ, cô gái lại cố gắng nói to thành tiếng Việt. Tiếng Việt là ngoại ngữ đối với cô gái. Với những cụm từ mà cô gái quên hoặc là phát âm sai, cô nhờ chàng trai sửa rồi đọc to lại cụm từ đó rất nhiều lần. Chỉ 20 phút sau, cô gái bắt đầu kể lại cho chàng trai nghe tất cả nội dung của mẫu báo mà cô vừa đọc được bằng tiếng Việt, bằng sự chính xác về cả nội dung và lẫn phát âm tiếng Việt đến mức ngạc nhiên mà không phải cần nhìn lại bài báo. Chàng trai chưa từng thấy ai có thể học được một ngôn ngữ mới và chất lượng nhanh và khả năng diễn đạt có thể chính xác như vậy. Vẫn biết ngôn ngữ trong bài báo chí thường khó hơn so với những gì viết trong sách học ngoại ngữ. Sách học ngoại ngữ thường đơn giản hóa ngôn ngữ cho người dễ học. Vậy mà cô bạn người Mỹ lại có thể kể lại một cách đơn giản và am hiểu nội dung một cách sâu sắc với những cụm từ diễn đạt thuần Việt, và đặc biệt là không có dấu hiệu của lắp ghép các từ từ vựng. Như vậy cô gái đã học được khoảng 100 cụm từ tiếng Việt từ mẫu báo đã chọn, mà chỉ học sau một thời gian rất ngắn mà có thể phát âm đúng, lại dùng được cả trong giao tiếp thực tế với người bạn Việt Nam của mình. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của chàng trai, cô bật mí cách học đó là của tổ tiên mình. Những người Do Thái từ hàng nghìn năm trước đây đã sáng tạo cách học này trên con đường đi đến miền đất mới của khắp trên thế giới. Tất cả những kỹ thuật quan trọng để có thể ghi nhớ và sử dụng được khoảng 100 từ và cụm từ ngữ, sau đó mỗi ngày học được ghép với một cuốn sách cổ của người Do Thái. Cách học đặc biệt này thực ra rất đơn giản, nó chỉ dựa trên chuyện lồng ghép các cụm từ của ngoại ngữ mà người Do Thái muốn học với chính tiếng Do Thái. Người học chỉ cần đọc to những cụm từ lồng ghép và cố gắng chơi trò chơi trí tuệ với cụm từ, với âm thanh, tức là phải nói to ra thì khả năng giao tiếp với ngôn ngữ được hình thành rất nhanh và dễ hiểu. Cách học này ưu tiên cao nhất là học cho từ vựng, với việc tập trung cao độ với những cụm từ mang ý nghĩa chính được lồng ghép với những câu tiếng Anh có sẵn. Ngữ pháp không phải là đối tượng được đề cập trong bài học này vì nó được coi là chất keo để dính những cụm từ mang ý nghĩa của câu mà thôi. Khi thành thạo các cụm từ và nói to các câu thì có thể lồng ghép ngữ pháp tự nhiên được hình thành. Vì ngữ pháp là những quy luật tạo ra câu được lặp đi lặp lại nhiều lần, do đó chỉ cần nói to thường xuyên ngữ pháp là sẽ tự thấm vào người học. Cách học này ưu tiên cao nhất cho học từ vựng. Khi thành thạo các cụm từ và nói to các câu có từ lồng ghép thì ngữ pháp tự nhiên sẽ được hình thành. Vì ngữ pháp là những quy luật tạo ra câu và được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Việc thuần túy học những các cụm từ đơn giản cũng giống như việc học khác trên đời. Người học còn phải kiên trì làm đúng theo phương pháp từ đầu đến cuối, kiên trì làm đúng theo hướng dẫn và điều kiện tiên quyết là điều kiện tiên quyết để đi đến thành công trong việc rèn luyện trí nhớ từ vựng. Cuốn sách cổ ấy tuy viết về những điều đơn giản nhưng nó đã hàm chứa tất cả những kỹ thuật cần thiết để bất kỳ ai đi theo đúng hướng dẫn đều có thể có một khả năng ngoại ngữ mới một cách nhanh chóng thành công. Cô gái mở máy tính chỉ cho chàng trai cuốn sách cổ được lưu trữ có cẩn thận trong máy tính của mình. Nhìn cuốn sách trên máy tính, chàng trai không giấu nổi sự xúc động và tò mò của bản thân. Nhìn những trang bìa màu vàng cũ kỹ in trình bày rất trang trọng và đẹp đẽ, cho đến những trang chứa nội dung bên trong có sức mạnh linh thiêng thu hút người xem đến kỳ lạ. Chỉ có điều chàng trai không đọc được những ký tự Do Thái cổ ghi lên cuốn sách mà phải nhờ cô bạn hướng dẫn theo từng trang sách thì chàng trai mới có thể thực hành và làm theo những nguyên tắc rèn luyện trí nhớ từ vựng ngoại ngữ xuất sắc cho mình. Lật mở những trang đầu tiên của cuốn sách, cô gái Do Thái nêu ra bốn nguyên tắc thiết yếu để học thì theo cách của Do Thái. Bốn nguyên tắc thiết yếu phải tuân thủ theo cách của Do Thái là: thứ nhất, học từ vựng là ưu tiên số 1, ngữ pháp là tự nhiên hình thành sau đó. Thứ hai, phải tìm hiểu cặn kẽ những ý nghĩa của từng câu tiếng Anh. Thứ ba, phải học theo cụm từ và học theo bối cảnh của bài nghe và bài đọc.
Thứ tư là nhất quyết phải đọc to cả câu tiếng Anh, mà khi mà bạn nhìn thấy khi gặp từ lồng ghép bằng tiếng Việt thì bạn phải đọc to sang tiếng Anh. Cô ấy tiếp tục bật mí, với cách học này thực chất là một biện pháp tâm lý kèm theo để hiểu biết về trí nhớ khi học ngoại ngữ. Những điều đó được ghi chép ngắn gọn thành 13 điều bí mật để rèn luyện trí nhớ ngoại ngữ vừa nhanh vừa sâu. Sau đây là 13 bí mật đó. Bí mật thứ nhất, trí nhớ tốt bắt nguồn từ mục tiêu rõ ràng. Bí mật thứ hai, trí nhớ xuất sắc hoàn toàn là do rèn luyện. Bất cứ ai cũng đều có thể rèn luyện trí nhớ ngôn ngữ xuất sắc. Bí mật thứ ba, nhớ sâu từ vựng là do lặp đi lặp lại trong nhiều bối cảnh. Bí mật thứ tư, giao tiếp tích cực với bản thân là nguồn là điều thúc bổ với bản thân. Bí mật thứ năm, cảm xúc mạnh giúp nhớ sâu nhớ lâu. Bí mật thứ sáu, cam kết làm đến cùng mới là người xuất sắc. Bí mật thứ bảy, tập trung để đột phá. Bí mật thứ tám, học cùng bạn bè để nhân đôi sức mạnh. Bí mật thứ chín, hình mẫu tiếp thêm năng lượng cho trí tuệ. Bí mật thứ 10, dám sai để nhanh đúng. Bí mật thứ 11, thi thố thường xuyên để phá vỡ giới hạn của chính mình. Bí mật thứ 12, xuất chúng là khả năng vượt ra khỏi đám đông. Bí mật thứ 13, dạy lại người khác khiến trí tuệ càng thêm xuất sắc. Ba cam kết phải thực hiện. Vốn dĩ bất cứ việc gì có ý nghĩa trên đời này đòi hỏi người ta phải thực hiện kiên trì đến cùng thì mới thực sự đem lại kết quả. Còn việc học ngoại ngữ cũng vậy, nó chỉ đòi hỏi những cam kết. Nên tuy thấy có vẻ tò mò lộ rõ trên khuôn mặt của chàng trai, nhưng cô gái vẫn cảm khái yêu cầu chàng trai thực hiện ba lời cam kết như cô hay cha cô khi học ngoại ngữ đều phải thực hiện. Cô nói, chúng tôi có một lời những lời cam kết tuyệt đối và không được phá vỡ khi bắt đầu học ngoại ngữ. Nếu bạn bắt đầu học theo phương pháp của chúng tôi thì bạn phải chắc chắn rằng bạn sẽ tuân thủ những cam kết đó. Bạn có cam kết không? Chàng trai bảo biết, tôi sẽ tuân thủ đúng nguyên tắc những cam kết. Hãy cho tôi ba lời cam kết đó. Cô gái Do Thái liền nói, ba cam kết này nghe rất đơn giản thôi, nhưng thực hiện chúng không phải là điều dễ đâu. Đó là một, bạn phải cam kết học tập đến cùng các bí mật một cách nghiêm túc. Hai, bạn phải tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn đưa ra trong phương pháp của chúng tôi. Ba, bạn phải nhất thiết coi việc học tiếng Anh là quan trọng và thường trực nhất trong suy nghĩ hàng ngày của bạn cho đến khi làm chủ được tiếng Anh. Bạn đồng ý thực hiện cả ba điều cam kết vừa nói thì tôi sẽ chúc bạn câu tiếng Anh thành ngữ handsome is but handsome the, có nghĩa là đừng tin vào những vẻ bề ngoài của người khác, hãy xem những gì người ta làm mới hiểu rõ con người của họ. Bạn phải hành động thể hiện cam kết của mình giống như chúng tôi. Điều đó hãy viết tên của mình ra cùng với những lời cam kết thì mới được. Chàng trai tiếp, giống như việc học tiếng Việt có câu nói gió bay lời nói gió bay như vậy, tôi sẵn sàng thể hiện cam kết của mình bằng hành động. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ quan tắc mà bạn nêu ra trong đến cùng, và tôi xin viết cam kết của tôi ở đây. Khi đặt viết bút viết, chàng trai cảm nhận cảm giác một cách nghiêm túc và trách nhiệm của những lời nói mình dâng lên mạnh mẽ dào dạ, khác hẳn với những lời nói thông thường. Đúng là khi viết những lời cam kết, người ta trở nên nghiêm túc và có trách nhiệm hơn từng con chữ khi đang chảy ra trong lòng bàn tay và ngòi bút của mình. Nó khác hẳn với những lời hứa mà chàng trai đã từng nói. Những lời cam kết được viết ra ở đây chứa đựng cả những danh dự và sự tự trọng của chàng trai về những gì anh sẽ làm. Viết những lời cam kết này, anh biết anh không thể học cho vui, anh phải bắt đầu học một cách tinh thần nghiêm túc và bền chí. Bạn đọc thân mến, bây giờ đến lượt bạn. Nếu bạn thực sự đi đến cùng thì hãy viết những bí mật của cuốn sách này hướng dẫn và chinh phục bạn. Những điều mà bạn hằng mong ước là khả năng ghi nhớ từ vựng một cách xuất sắc vượt bậc. Bạn còn phải viết tên mình vào ô cam kết dưới đây để từ giờ phút bạn cam kết theo ba nguyên tắc học tập, bạn bắt buộc phải thực hiện đầy đủ nó mà không bao giờ được tìm những lý do để trì hoãn hay bào chữa cho những việc không thực hiện nghiêm túc của mình. Cam kết bao nhiêu bao gồm: một, tôi học kiên trì đến cùng các bí mật trong cuốn sách này; hai, tôi tuân thủ tuyệt đối và làm đúng theo các hướng dẫn và bài tập trong sách này; ba, tôi luôn coi tiếng Anh là quan trọng nhất và luôn suy nghĩ về tiếng Anh cũng như cuốn sách này để trong những ngày tiếp theo đây đến khi nào thành thạo tiếng Anh. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã viết lên và đã ký lên dòng cam kết tích cực ở trên.
Mọi thành công trên đời đều không đến tình cờ, bắt nguồn từ thái độ nghiêm túc và tích cực của bạn. Thái độ và đặc biệt là cam kết sẽ đi đến con đường chắc chắn mang lại thành công cho bạn trong mọi việc. Học tiếng Anh trong hay đọc cuốn sách này cũng vậy thôi, một thái độ học tập sẽ tạo ra một trạng thái đầy năng lượng cho bộ não, nó khiến hành động của bạn trở nên mạnh mẽ, quả quyết, nó khiến thành công sẽ nhanh đến và chắc chắn hơn. Cảm phục thái độ quả quyết hành động dứt khoát của chàng trai, cô gái Do Thái thầm cảm nhận được một trách nhiệm lớn đã đặt lên vai mình. Cô sẽ không để cho chàng trai thất vọng, cô nghiêm túc hướng dẫn cho người bạn mình trở nên đặc biệt hơn với những kỹ thuật quan trọng để anh có thể nhanh chóng làm chủ tiếng Anh và có một trí nhớ từ vựng xuất sắc, một khả năng ứng dụng trong giao tiếp nhạy bén. Không phải là bí mật, xác định rõ nhu cầu và học mới là điều mà bạn cần trước. Hãy học những gì mà bạn cần để giao tiếp ngay. Chỉ khi bạn biết rõ học những cái gì và tại sao phải học nó, thì trí tuệ của bạn có lý do thường trực để luôn hào hứng và tiếp thu mọi vấn đề ngôn ngữ đó. Cô ấy kể cho chàng trai những câu chuyện ngày xưa tổ tiên của cô bị đánh đuổi khỏi quê hương Israel và bị săn đuổi khắp mọi nơi bởi những người xâm lược. Cách đầu tiên để tránh khỏi bị tàn sát là họ phải tập nói những ngôn ngữ khác thay vì tiếng Do Thái để giấu đi gốc gác của mình. Chính vì vậy, khi đến miền đất nào có ý định sinh sống ở đó, những người Do Thái cổ xưa đã tìm mọi cách để học thật nhanh tiếng ngôn ngữ địa phương để có thể vừa giao tiếp với người bản địa vừa giấu đi nguồn gốc Do Thái của họ. Chính vì vậy, học ngôn ngữ mới gần như trở thành bản năng sinh tồn của người Do Thái. Họ học nhanh những câu thường nhật trong cuộc sống, những câu để giao tiếp với những nhu cầu thiết thật và thường xuyên nhất. Họ lắng nghe tiếng địa phương nói và sau đó họ âm thầm nhẩm lại từng câu và liên tục tập nói cho đến khi thật thành thạo. Ngay sau đó, về đến nhà, họ lồng ghép những cụm từ, những câu mới học được vào tiếng Do Thái. Họ bí mật giao tiếp với nhau hàng ngày sau cánh cửa khép kín của gia đình họ. Chính vì học ngay những điều cần thiết và thường xuyên sử dụng nhất, những người Do Thái cổ xưa đã học được ngoại ngữ một cách dễ dàng. Còn gì hiệu quả hơn khi học cái mà mình có nhu cầu sử dụng hàng ngày? Tiếp đó cô gái phân tích cho chàng trai rằng những người học ngoại ngữ chậm tiến bộ như anh thường mắc phạm sai lầm cơ bản, đó là học theo nhu cầu thường trực nhất của bản thân mà không có học theo nhu cầu thường trực nhất của bản thân mà chỉ học theo những gì biết trong giáo trình. Không xác định rõ nhu cầu học tiếng Anh của mình thì bạn không tìm được lý do thuyết phục để học, và khi không có lý do để học buộc bạn phải học thì bạn sẽ nhanh chóng gạt bỏ việc học tiếng Anh khi thú vui khác kéo đến hoặc là những công việc quan trọng hơn xuất hiện. Như vậy bạn cần xác định rõ ràng rằng bạn cần giao tiếp với cái gì. Với tiếng Anh bạn không thể học theo cảm hứng, bạn chỉ cần lý do học tập rõ ràng và không thể trì hoãn được. Chàng trai cảm thấy có lý vì trước đây anh luôn học tiếng Anh theo một thụ động về những giáo trình luôn lặp đi lặp lại như những câu hỏi chào đơn điệu hay những bài viết về những đất nước xa xôi. Những chàng trai vận động viên nào đó mà có lẽ cả cuộc đời anh chẳng bao giờ sử dụng đến nó. Chàng trai thắc mắc hỏi tại sao giáo trình trong nhà trường không dạy về phỏng vấn xin việc hay dạy về cách đơn xin việc phù hợp với chuyên ngành của anh theo đuổi, càng không dạy về ngôn ngữ công việc tương lai mà anh sắp phải làm tới. Chàng trai hỏi cô gái về ngôn ngữ nào thực tế nhất, phục vụ chính xác nhu cầu trực tiếp của anh trong hiện tại và tương lai gần. Có những nguồn ngôn ngữ đó anh sẵn sàng học ngày học đêm để có thể làm chủ trên chỗ nó. Anh cần lắm khả năng ngôn ngữ tiếng Anh thành thạo trong buổi phỏng vấn làm việc xin việc, và anh cũng biết anh sẽ cần hơn khi bắt tay vào công việc thực tế trong tương lai, khi mà anh muốn bay cao bay xa với thế giới công việc đang phơi phới trong trí tưởng tượng. Anh muốn đặt chân đến nhiều đất nước trên thế giới này, anh muốn giao tiếp với nhiều người thành đạt trên thế giới. Hiểu được nhu cầu của chàng trai, cô gái liền gợi ý cho một tổ chức nghiên cứu khả thi giáo dục Hoa Kỳ, ETS, vào những năm 1970 theo đề nghị của Nhật Bản về một chương trình đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của người Nhật làm việc trong môi trường quốc tế. Sau nhiều năm khảo sát và nghiên cứu nội dung tiếng Anh và bối cảnh giao tiếp mà những người làm việc trong môi trường công sở quốc tế cần, năm 1979, tổ chức khảo thí giáo dục Hoa Kỳ ETS đã cho ra đời bài TOEIC để đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo nhu cầu của người Nhật. Ngày càng
Càng ngày thì bài thi TOEIC càng được củng cố nhiều hơn về mặt nội dung và trở thành thước đo để đánh giá chính xác và tin cậy về khả năng sử dụng tiếng Anh khi những người đi làm. Hiện nay TOEIC trở thành một thước đo tiếng Anh quốc tế được hàng trăm nghìn tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục và cả chính phủ tin cậy để sử dụng đánh giá trình độ tiếng Anh qua nhiều bài khảo sát thực tế cũng như nhiều năm nghiên cứu và phát triển. ATS đã tổng kết và đưa ra 13 chuyên đề nội dung mà bất cứ người sử dụng nào tiếng Anh giao tiếp trong môi trường đều phải nắm vững. Người nào thành thạo 13 chuyên đề nội dung với khoảng 3.500 từ vựng hoàn thiện và 13 chuyên đề đó có thể hiểu và giao tiếp một độc lập với bất cứ ai bằng tiếng Anh khi làm việc. Kể từ năm 2006, TOEIC đã có bài thi cho cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, và ở Việt Nam có bài thi TOEIC với 4 kỹ năng này. Trước thông tin TOEIC như vậy, chàng trai cảm thấy vui mừng và phấn chấn hơn rất nhiều và hỏi ngay cô gái về 13 chuyên đề và 3.000 từ vựng mà bài TOEIC để chàng trai có thể nghiên cứu và học tập. Cô bạn người Mỹ có thái nhanh chóng tổng hợp tài liệu 13 chuyên đề nội dung đưa cho chàng trai một danh sách hoàn thiện và giàu thách thức về những chủ đề nội dung được đưa ra trước mặt chàng trai. Một, office, là nói về văn phòng, tức là nói về những cuộc họp nhân sự của ban giám đốc, những vấn đề về cuộc gọi, bản phát tin nhắn, những tin nhắn nội bộ, những trang bị văn phòng, thư điện tử, thư tín và những giao tiếp trong văn phòng. Các vấn đề về thương mại tổng quát, nói về những vấn đề của công việc bán hàng, tiếp cận, lập kế hoạch, công việc đàm phán, hợp đồng, các mối quan hệ trong con người, trong công việc. Các vấn đề về kỹ thuật, tức là các công nghệ máy tính, thiết bị điện tử, phòng thí nghiệm và các trang bị thiết bị của nó. Đi lại và công tác, nói về những chủ đề phương tiện phổ thông bao gồm ô tô, tàu hỏa, xe máy, thuyền phà và những vấn đề quá trình đi công tác như mua vé, lịch trình di chuyển, thuê xe, đặt phòng nghỉ, hủy chuyến, hoãn hủy chuyến đi, giải trí và chiếc bài khách, nói về các rạp hát, xem phim, thăm bảo tàng, các triển lãm trong không gian nghệ thuật, mua sắm trong doanh nghiệp, nói về các vấn đề về mua sản phẩm, cung ứng sản phẩm, hóa đơn bán hàng, hay cả những việc mua sắm thông thường, đi ăn nhà hàng, nói về những bữa ăn trong khách sạn, luôn trang trọng thân mật, đặt hàng lễ tân, khánh tiết trong nhà hàng khách sạn, nhân sự, nói về tuyển dụng, thuê mướn nhân sự, hưu trí, lương bổng, thăng tiến, đơn xin việc, quảng cáo, tài chính, dự thảo ngân sách, nói về những vấn đề như ngân hàng, đầu tư, hóa đơn, thuế, phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp, nói về các vấn đề nghiên cứu sản phẩm, sản xuất, nói về dây chuyền sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý nhà xưởng. 12, đó là các vấn đề về đất đai, tài sản, doanh nghiệp, nói về các vấn đề mua bán, thuê, mướn tài sản, dịch vụ, điện và ga, các vấn đề xây dựng, các vấn đề kỹ thuật liên quan, vấn đề sức khỏe, y tế, nói về các vấn đề thăm khám bác sĩ, y tế, bác sĩ nha khoa về các bệnh viện. Như vậy, trước khi học bất cứ điều gì, bạn cần phải có một bức tranh tổng thể về nó. Nhìn vào danh sách mô tả 13 chuyên đề nội dung của TOEIC, chàng trai thừa nhận được hữu ích cho mục đích sử dụng tiếng Anh và trong tuyển dụng và làm việc trong tương lai của mình. Nhưng anh sẽ không khỏi lo lắng khi nhìn thấy được nhiều chuyên đề nội dung mà anh không am hiểu hoặc là hoàn toàn không có kiến thức về nó. Cô bạn Do Thái trấn an chàng trai rằng nội dung tiếng Anh trong 13 chuyên đề chỉ được đề cập ở nội dung chung chung tổng quát và theo những gì những người bình thường có thể hiểu và dùng được, mà không đòi hỏi những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu. Phạm vi ngôn ngữ của bài thi TOEIC chỉ dừng lại ở mức độ phổ thông mà bất kỳ ai đi làm hay giao tiếp bằng tiếng Anh, ví dụ như khi gặp bác sĩ khám sức khỏe hay gặp giao dịch ngân hàng đều rất bình thường của một người trong thế giới công việc. Nó đòi hỏi sự am hiểu về nghề y hay lĩnh vực ngân hàng. Nói đến đây thì chàng trai cảm thấy một chút hoang mang trong lòng, nhưng phấn chấn lên được phần nào. Do cam kết học tập nghiêm túc, chàng trai đã gạt đi những khó khăn và mạnh dạn đi sâu vào 13 chuyên đề TOEIC để học tiếp với một sự nghiêm túc cao độ. Đến đây, cô gái bắt đầu hé lộ bí mật đơn giản và sâu sắc để chàng trai luyện siêu trí nhớ từ vựng theo cách mà hàng nghìn năm tổ tiên cô đã truyền lại. Như thế chúng ta sẽ kết thúc được cái phần mở đầu của cách mà nhớ được từ vựng và 12 chuyên đề quan trọng trong kỳ thi TOEIC. Và nó cũng kết thúc cái buổi nhật ký học tập ở đây.